Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm dưa kiệu. Nguyên liệu của dưa kiệu gồm có: đây là 500g kiệu và đây là 150g đường. Trước tiên là mình đi rửa củ kiệu. Mình rửa cho sạch cái cát này đi. Và bây giờ mình cho 150g đường vào mình ngâm. Và mình ngâm 12-13 tiếng để cho củ kiệu mình nó cứng. Thay vì ngâm cho, nhưng mà bây giờ không có cho thì mình ngâm bằng đường. Ta có thể ngâm muối, nhưng mà ngâm muối thì nó không ngon bằng ngâm bằng đường. Và bây giờ mình ngâm đường được 13 tiếng rồi. Mình vớt củ kiệu ra. Mình rửa cho nó sạch. Và kiệu này là kiệu quế, cho nên là kiệu quế là nó ngon. Và bây giờ mình ngâm giấm. Và đây là nửa lít giấm. Mình cho thêm nước vô. Và giấm thì mình cũng ngâm 12 tiếng. 12 tiếng đến 15 tiếng. Và mình có thể ngâm lâu hơn nữa để cho nó trắng. Thay vì ta ngâm phèn thì ta ngâm giấm sẽ tốt hơn. Và bây giờ mình ngâm giấm được 13 tiếng rồi, ta vắt chanh vô. Mình vắt chanh vô cho nó thơm. Mình bỏ vỏ chanh vô luôn. Mình vắt vô 3 trái chanh. Hôm nay là đáng lẽ mình xin cái mắt thơm về mình ngâm cho nó thơm á. Nhưng mà hôm nay mình đi chợ muộn quá, họ đi về hết rồi, cho nên mình vắt chanh và mình ngâm. Mình ngâm cái mắt thơm á, nó cũng thơm lắm mà nó trắng nữa. Cho nên bây giờ mình ngâm chanh, mình ngâm khoảng 3 tiếng. Và đây là cái cát của củ kiệu á, thì mình không nên đổ xuống hầm. Mình đổ xuống hầm á, dễ bị nghẹt hầm, cho nên mình đổ ra ngoài. Mình đổ ra ngoài đường. Và bây giờ mình ngâm chanh được 3 tiếng rồi thì mình đi rửa kiệu này, mình phơi kiệu. Mình bỏ vỏ chanh ra. Mình rửa cho thật sạch. Rồi mình đem phơi nắng. Và mình phơi một nắng. Mọi người nhớ là cát thì mình không có đổ xuống hầm, vì đổ xuống hầm dễ bị nghẹt hầm. Mình rửa thật kỹ hai nước.
Và bây giờ củ kiệu mình phơi được một nắng rồi. Tiếp theo là mình chuẩn bị 200g giấm, 200g nước và 200g đường và 1/2 muỗng cà phê muối. Bây giờ mình đem cái hỗn hợp này để mình nấu sôi lên. Và bây giờ mình cho đường vô nè, 200g đường, 200g giấm và 200g nước và muối 1/2 muỗng cà phê. Và mình nấu sôi lên. Nếu ta không có cân thì ta đong mỗi thứ một chén. Và bây giờ nồi giấm đường của mình sôi rồi thì mình tắt bếp và mình để cho nó nguội. Mình cho giấm đường mình sôi khoảng 3 phút là mình tắt bếp. Đó, mình sôi khoảng 3 phút là mình tắt bếp. Và mình để cho nó nguội. Và bây giờ thì ta bắt đầu cắt củ kiệu. Thì mình cắt củ kiệu thì dao mình khô và cái dĩa của mình khô, tay cái gì mình khô hết á. Chứ mình không có nước, nếu mà mình có nước thì nó dễ bị hư. Và lúc này thì mình không có cho một cái gì là nước, củ kiệu mình cũng không cho nước luôn. Nếu mình cảm thấy mà nó gọt khó thì ta có thể là cho tí giấm vô, mình làm cho nó dễ. Chứ ta không có nên cho bỏ nước vô thì củ kiệu mình sẽ bị nổi bọt. Đó, mình cắt cái đầu, mình cắt như vậy này. Mình không có cho nó phạm vô trong trong thịt của nó, mình chỉ cắt còn cái rễ. Chứ mình không có cho phạm vô trong thịt. Nếu mà phạm vô trong thịt thì củ kiệu mình khi mình ngâm lên thì nó không có giòn mà sẽ bị nhũn. Đó. Đây là cái vỏ lụa của nó này. Vỏ lụa nó, cái đầu của nó mình cắt còn tí như vậy này. Đó, mình cắt. Mình cắt từ từ thôi, mình đừng có cắt vội thì nó sẽ vô trong thịt. Và mình không có cho mấy đứa nhỏ con nít làm nữa. Tại vì nó làm nó không biết làm á thì củ kiệu mình dễ bị vô trong thịt á, và vô trong thịt thì nó sẽ bị nhũn. Đây này, lấy dao mình gọt nhẹ thôi. Và mình từ từ mình gọt, chứ mình không có gọt vội vàng thì nó vô trong thịt thì củ kiệu mình sẽ mất ngon. Cái khâu này là khâu khó nhất của củ kiệu. Và nếu mà người nào mà nóng tính mà gọt cho nhanh á thì dễ bị phạm vô trong thịt của nó. Mình gọt, mình cắt trên này vào đây. Mình cắt cái vỏ lụa nó, mình lấy cái vỏ lụa nó ra. Nếu ta muốn làm cho dễ thì ta đổ một chút giấm vào ta làm cho nó ướt, chứ ta không có nên là đổ nước vô. Ướt thì dễ làm hơn là làm khô. Và mình phơi từ sáng đến chiều, sáng sớm đến chiều thì nó sẽ nắng nhiều. Chứ còn nếu mà ta phơi muộn quá thì nó không có khô được. Và đây là củ kiệu mình mới bóc xong này mọi người. Đó, bây giờ mình rửa qua nước giấm.
Và bây giờ mình đổ giấm ra, mình rửa kiệu. Ta có thể rửa hai nước. Mình bỏ kiệu vô, mình bỏ ít ít thôi thì mình rửa nó dễ hơn. Và bây giờ mình đổ ra, mình rửa nước thứ hai. Và mình xài giấm nuôi. Giấm nuôi thì nó không có trong bằng giấm kia, tại vì nó có con giấm á. Giấm gạo thì nó sẽ trong hơn giấm nuôi. Mình rửa ít vậy thì nó sạch hơn này. Và bây giờ mình bỏ ra cái rá, cho ráo nước, và cái rá này cũng là rá khô. Bây giờ thì mình xếp vào trong cái hũ này, và hũ này thì mình đã rửa sạch, mình úp 2 ngày rồi. Mình xếp vào trong cái, mình đổ trong cái hũ này. Đây là cái hũ thủy tinh, mình rửa sạch sẽ, mình chán nước sôi và mình để 2 ngày khô rang, thật là khô rồi. Và bây giờ mình chế nước giấm đường vô. Và đây là đôi đũa khô nha mọi người, đôi đũa khô thật là khô. Chứ nếu mà mình xài đũa ớt thì cũng kiểu mình cũng dễ bị hư đó. Kiểu mình đã ngập nước rồi. Và kiểu cũng không cần phải đè đâu. Để như vậy thôi. Không có phải như là càng phải đè. Và cả nhà ơi, kiểu của mình á, mình không có ngâm phèn chua, mình chỉ ngâm giấm với lại chanh thôi, mà mọi người nhìn nó trắng mà trắng phau luôn nè. Đó, mình chỉ ngâm giấm, mình trước tiên là mình ngâm đường để cho nó giòn, và sau mình ngâm giấm. Tại vì đường á mà mình ngâm lâu á thì nó rất là giòn. Thí dụ như là đậu mà nó chưa nhừ mà mình bỏ đường vô thì không bao giờ nó nhừ được hết á. Nó cứng không bao giờ nó nhừ được hết, cho nên là mình ngâm kiệu thì kiệu nó cũng giòn, giòn mà nó cứng. Còn giấm á, là mình thay phèn, vì phèn không tốt cho sức khỏe, cho nên là nhà mình ăn thì mình ngâm giấm. Còn nếu mà người ta bán á, thì người ta không ngâm giấm. Nếu người ta bán thì người ta sẽ ngâm phèn chua để cho nó rẻ. Chứ còn giấm thì nó đắt. Và mình ngâm giấm nuôi. Giấm nuôi là mình mua 16 ngàn một lít. Và mình ngâm chanh để cho nó thơm. Ta có thể xin cái mắt thơm á, về ta ngâm cho nó thơm. Nhưng mà hôm nay mình đi chợ trễ quá, cho nên mình về mình không có xin được mắt thơm. Cho nên là mình ngâm chanh. Chanh nó cũng rất là thơm và cũng giòn kiệu nữa. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình sẽ để ở phần nhận xét và phần mô tả. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem. Và cái hũ kiệu này đúng ra là mình phải ngâm tới 1 ký, nhưng mà mình ngâm nửa ký thì nó ít quá. Và kiệu này thì mình không nên cho con nít làm á, tại vì nhiều khi mình làm lâu mình cho mấy đứa nít làm nó cắt về thì nó cắt phạm vô cái kiệu, cho nên là nó hay bị nhão. Mình cắt thì mình chỉ cắt mình chừa lại cái rễ một ít, là mình cắt sạch rễ mà mình còn chừa lại cái đầu rễ này đó. Chứ mình không có cắt sát thì kiệu mình để lâu được. Và khi mà nó chua rồi á, khoảng tuần lễ là nó chua, tuần lễ 10 ngày nó chua. Và nó chua rồi thì mình để trong ngăn mát tủ lạnh mình ăn dần. Và cái kiệu này thì mình để ở nhiệt độ phòng. Khi nào mà kiệu chua thì mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh.
mình bảo quản, mình ăn dần thì mình để được lâu hơn. Và mình nhớ là không có cho một cái gì nước vào hết á. Khi mình đã cắt kiệu là cái dĩa cũng khô, cái tay cũng khô và cái gì cũng khô hết á, chứ mình không cho nước. Nếu ta cảm thấy cắt kiệu khô mà nó khó cắt thì ta có thể cho một chút giấm vô, cho nó ướt ướt dễ cắt, chứ ta không có cho nước vô. Và kiệu này khoảng 10 ngày là mình ăn được. Mọi người nhìn thấy không? Kiệu mình không có xài một tí giấm, không có xài một tí phèn chua nào hết, nhưng mà vẫn trắng, trắng phau luôn. Mình chỉ xài giấm và mình ngâm giấm, có thể là mình ngâm 15 đến 20 tiếng vẫn được. Tại vì giấm nó không có hư. Rồi mà khi mình phơi nắng á, thì mình phơi từ sáng sớm, có thể là 6 giờ sáng là mình phơi rồi. Khi nào hết mặt trời thì mình lấy vô, thì cái vỏ kiệu nó trong, nó bong chắc, thế sẽ dễ lột hơn. Và mình muối kiệu cũng tùy người, có người làm thì nó mau chua và có người làm lâu chua, cũng như dưa chua vậy á. Cũng có người muối dưa mau chua và cũng có người muối dưa lâu chua. Và khi chua rồi thì mình bỏ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thì mình sẽ để lâu hơn. Và khi mình gắp kiệu cũng vậy, mình dùng cái đũa sạch hay cái muỗng sạch phải khô mình lấy kiệu thì kiệu mình sẽ để được lâu hơn. Nếu mà mình dùng muỗng ướt hay đũa ướt á, mình lấy kiệu thì kiệu dễ bị nổi bọt. Và hũ á, thì mình cũng để cho thật là khô, mình phơi khô chứ không phải là mình lau thì nó vẫn còn hơi nhấp nhớp nước. Mình phải để úp khô thật khô thì mình làm kiệu sẽ không bị nổi bọt. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình sẽ để ở phần nhận xét và phần mô tả. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem. Và giấm này nếu ta không có giấm nuôi thì ta có thể xài giấm gạo, giấm đóng chai vẫn được.